Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 21, xuất thân của triệu phẩm Lâm là một người rất bình thường chỉ là hắn ta giàu có hơn những người bình thường kia một chút, thế nhưng tham vọng và năng lực thích ứng của hắn là hiếm có và nổi bật nhất. Tất cả những gì mà Phượng Thiếu Lệ cần chính là đem linh hồn khiếm khuyết của hắn hiến tế cho tử thần. Thần! Chỉ tôn thờ một người, đó là thần chết. Vương quốc của cái chết chính là niềm vui, ở nơi này chúng ta mới thật sự bất tử. Phương Thiếu Lệ dùng một loại ngữ khí kiên định, chăm chú nhìn vào Uông Hử Hử mà nói. Uông Hử Hử nhìn Phương Thiếu Lệ có chút cuồng nhiệt, á khẩu không nói được gì. Phương Thiếu Lệ không thèm để ý, sau khi biến thành hắc xúc yêu, Uông Hử Hử làm gì còn hiểu được mấy loại đạo lý này, cô ta tiếp tục nói với Triệu Phẩm Lâm. Tùy thuộc vào cậu cả, Triệu Phẩm Lâm. Đẩy cô ta xuống và cậu sẽ trở thành linh mục áo xám của Hắc Giáo Đình, cậu sẽ là giáo đồ xuất sắc nhất mà ta từng biết. Triệu Phẩm Lâm nhẹ gật đầu, hắn dùng ma lực đẩy Uông Hử Hử tới sát mép trước bồn tắm. Quyết định ngu ngốc nhất của cô chính là lựa chọn vinh thịnh tên phế vật đó, đây là một sự sỉ nhục đối với ta, nhưng mà cô yên tâm rồi ta sẽ sớm đưa tên phế vật đó đến bổ bạn cùng cô, Triệu Phẩm Lâm nói, trong mắt không có nửa điểm thương tiếc. Hắn ra tay không một chút hạ thủ lưu tình, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như uông hử hử, vậy mà bị hắn ném xuống bể như một món đồ bỏ đi. Cô gái rơi xuống bể tắm, lập tức có một đợt sóng đục màu tím đen trào ra, bốc lên mùi hôi tanh tưởi gớm ghiếc. Triệu phẩm lâm ở trên bờ rất tận hưởng, hắn giang tay ra như đang hiến dâng linh hồn của mình cho quỷ dữ. Cần phải ngâm cô ta ở trong này một thời gian, đợi cô ta bị rửa sạch hết toàn bộ sự sống, lúc đó ta sẽ dạy người cách thi chú." Phương Thiếu Lệ nói. Triệu Phẩm Lâm gật đầu một cách chờ mong, khống chế được quyền lực là điều hắn hằng mong ước, chỉ tiếc là hắn chưa thể trở thành pháp sư, bây hắn mới ngoài 20 tuổi, đây thật sự là một cơ hội trời sinh. Phương Thiếu Lệ đang định dạy thuật thi chú cho hắn, đột nhiên có một giọng nói phát ra từ chiếc bông tai cô đang đeo, hóa ra đó là một thiết bị liên lạc dưới hình dạng bông tai. "Có điều gì quan trọng không? Ta đang dạy giáo đồ của mình." Phương Thiếu Lệ nói nghi ngờ có người lèn vào và gây ra mối đe dọa, giọng một người đàn ông phát ra từ trước bông tai. Biết rõ là ai không? Phương Thiếu Lệ cho mày hỏi. Hiện tại chưa phát hiện ra, gần đây trang viên có quá nhiều người ra vào, người kia nói. Là người của thẩm phán hội sao? Phương Thiếu Lệ hỏi tiếp. Không phải, đó không phải là người của thẩm phán hội, chúng ta vẫn luôn theo dõi, không ai trong số họ đến đây cả, người kia trả lời. Hư, đúng là mấy con chuột đáng chết, liệt kê danh sách tất cả những kẻ tình nghi rồi báo cáo lại cho ta phương thiếu lệ lập tức gắt gỏng rõ người đàn ông kia tuân mệnh sau đó thì kết thúc cuộc đàm thoại sau khi nói chuyện xong phương thiếu lệ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn uông hử hử đang chìm nhìm dưới bể chất lỏng bị ném xuống dưới bể nước tà ma uông hử hử bị một thứ gì đó kìm hãm lại có vùng vẫy thế nào cũng không thể ngoi lên được triệu phẩm lâm thấy phương thiếu lệ đã nói chuyện xong vội vội vàng vàng chạy đến hỏi chúng ta có thể tiếp tục được chứ ta đi xử lý việc khẩn cấp trước trong số bạn học của cậu tại sao lại có một cô gái là pháp sư phương thiếu lệ chất vấn ồ ngài nói ba người đó sao chắc không có vấn đề gì đâu chúng tôi gặp nhau trên xe triệu thẩm lâm nói danh tính có thể ngụy trang người trước thiền hãy đi thăm dò bọn họ hãy nhớ rằng rằng đừng bao giờ để lộ thân phận một khi đã bại lộ thân phận người biết phải xử trí như thế nào rồi chứ phương thiếu lệ nói rồi đồng thời đưa cho triệu phẩm lâm một lọ thuốc màu xanh đỏ triệu phẩm lâm ngốc mất một hồi sau đó nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc vào quỳ dạp xuống nói cái chết là khởi nguồn của hạnh phúc ta biết rõ bản thân mình phải làm thế nào rất tốt giác ngộ rất nhanh ta tin người sẽ là một giáo đồ sáng giá phương thiếu lệ vừa cười vừa nói sau đó thì cất bước đi khỏi gian phòng tối tăm bài thuyết giảng của mẫn thiên sư đã kết thúc và đại học giả cũng đã rời đi điều mà vị học giả này mang đến cho trang viên lại là sức tiêu thụ vì đây là một khu nghỉ dưỡng năm sao mỗi phần ăn cũng phải bằng cả tháng lương của một người bình thường trở về căn phòng của linh linh mạc phàm mệt mỏi tựa lưng vào ghế tính mang chút tình hình của mình nghe ngóng được thảo luận với mọi người nhưng lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay có thu thập được cái quần đùi gì đâu mà thảo với trả luận thấy vẻ mặt mạc phàm ngao ngán linh linh mở miệng hỏi ở dưới đó thế nào không có gì lạ chứ không đó chỉ là một bài diễn thuyết nhàm chán hơn cả cái loa phường đầu ngõ mạc phàm buồn bực trả lời ở chỗ tôi cũng vậy mọi thứ ở khách sạn này vẫn như mọi khi không có gì đặc biệt. Mục Ninh Tuyết cũng báo cáo kết quả điều tra. Thôi bỏ đi, không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Mạc Phàm ủi oài vươn mình, sau đó đánh một cái ngáp thật dài, định bụng trở về phòng để làm một giấc thật ngon. Nào ngờ vừa mới định bước đi, hắn ta trượt cảm thấy sau gái mình man mát, sự là có chuyện chẳng lành, hắn ta liền không người xuống né tránh. Tốc độ phản ứng của Mạc Phàm phải gọi là rất nhanh, không biết có một ngọn tàn dư hỏa diễm bay từ phương trời nào tới đâm xuyên lớp kính cửa sổ và ghim thẳng lên đầu của Mạc Phàm. Cũng may là thân thủ của Mạc Phàm cũng thuộc dạng không dễ nuốt, đống hỏa diễm kia chỉ thiêu cháy một chòm tóc trên đỉnh đầu hắn mà thôi. Mạc Phàm bị đòn đánh bất ngờ này làm cho tình càng ngủ, sau khi dập tắt đám cháy trên đầu, ba người bọn họ đều nghi vấn nhìn về phía cánh cửa sổ. Mạc Phàm liền trở nên buồn bực, chính mình đang muốn đi ngủ một giấc thật say, thế mà gia hỏa nào lại dùng hỏa tư đánh lén mình, đúng là coi trời bằng vung coi thúng bằng nghiêm mà. Thời điểm mọi người nhìn ra ngoài, phát hiện ở ngoài cánh đồng cỏ có không ít pháp sư đang tụ tập chiến đấu ánh sáng lôi điện cùng ánh lửa rập rờn khắp một khoảng trời nhìn vào những tinh đồ của họ thi triển hẳn là có không ít pháp sư trung dài trận combat này lửa này khiến cho cả trang viên năm sao trở nên náo loạn mọi người đang ngủ say nghe thấy động thì liền lao ra hóng hớt trong đó cũng có cả nhóm của vinh thịnh và những người bạn ra xem náo nhiệt mục ninh tuyết chủ trương cũng muốn đến gần để xem xét tình hình thế nhưng lại bị mạc phàm ngăn cản lại hắn ta nói không đi được thân phận của chúng tôi không phải là pháp sư, còn cậu chỉ là một pháp sư sơ cấp nhỏ bé. Tốt nhất chúng ta cứ áng binh bất động một lúc, đợi xem tình hình chuyển biến thế nào. Ừm, Mục Ninh Tuyết gật đầu đáp ứng. Hừ, mày không thoát được đâu con, tu bi con Tỷ niu, một người đàn ông đứng tuổi nói với một cô gái. Các người dựa vào cái gì mà muốn bắt ta? Kali phẫn nộ nhìn mấy người này chằm chằm, thì ra cô gái ngọt nước và đàm đăng này đúng là một pháp sư hàng diêu. Người vẫn còn muốn ngụy trang sao? Chuyện của người và đội trưởng đội săn yêu chúng ta đã biết, dám mượn thân phận quản lý trang viên này để che giấu thân phận hắc giáo đình, gan của ngươi cũng to lắm. Hôm nay ngươi sẽ bị bắt, mau ngoan ngoãn theo chúng ta về thẩm phán hội, người đàn ông đứng tuổi nói. Người đàn ông này ăn mặc như một thương nhân, nhưng hiển nhiên ông ta là một pháp sư, thực lực còn rất mạnh, xung quanh ông ta cũng còn có mấy người ăn mặc bếch nhếch, thế nhưng ai cũng có thể thi triển ma pháp, thì ra bọn họ chính là những pháp sư nằm vùng, ôm cây đợi thỏ. Đáng ghét, các ngươi không có chứng cứ vậy mà dám nói ta là loại phụ nữ đó sao kali có vẻ như đã thẹn quá hóa giận hai tay của cô ta có lôi điện đang bay ra tán loạn mấy người pháp sư khác không thể tới gần ánh sáng trói lóa từ lôi điện dường như cung cấp cho cô ta một lớp bảo vệ khá an toàn là một quản lý tỷ nữ mà lại có năng lực pháp thuật như vậy ngươi xem chúng ta là những kẻ ngu như bò sao cắm sừng ai chứ đừng cắm sừng anh cương nhé một vị pháp sư trẻ lên tiếng không cần nhiều lời với cô ta đầu tiên cứ bắt cô ta lại, sau đó sẽ tìm thông tin của tất cả các giáo đồ ở đây. Một vị pháp sư băng hệ già lên tiếng. Kết thúc video, các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia, chuyện được dịch bởi đặt review. Triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia.